Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, đại chúng tiếp tục chúng ta học Đại Tạng Kinh, phần kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm qua chúng ta học phần kinh Đại Bát Niết Bàn tới số 18, và bữa nay chúng ta học tiếp tục. Vì hôm nay thầy lấy hai quyển để đem ra để đọc luôn cho đại chúng nghe, nhưng mà thấy hai quyển này hầu như là có phần không giống nhau, cho nên là sau cái kinh Đại Duyên ấy, là kinh Thích Đại Đề Hoàng Nhân Vấn, còn ở trong kinh Trường Bộ ấy, kinh Trường A Hàm ấy, thì không có kinh Đại Bát Niết Bàn kế tiếp đó, và chúng ta do đang học kinh Trường Bộ cho nên chúng ta học tới đó. Đại chúng tiếp tục theo dõi. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalanda, rừng Bavarikampa, pháp thoại này được giảng cho chúng hội tỳ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Cùng định mà cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ mà cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm mà cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các bốn lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. Như vậy thì trong con số 18 này cho ta biết rằng tại đây Đức Phật cũng giảng lại, mà cái phần mà Đức Thế Tôn ở trong thành, Đức Thế Tôn ở trong hoàng cung, thì Đức Thế Tôn đã nói điều đó rồi, đúng không? Sau đây Đức Thế Tôn lại đến ngài Xá Lợi Phất ở tại Nalanda, Đức Thế Tôn lại tiếp tục dạy tiếp. Vậy mà giờ này trong phòng Thế Tôn ở tại Nalanda, ở rừng Bavarikampa, Đức Thế Tôn là tiếp tục giảng giới định tuệ và sự kết hợp của nó để dạy cho chúng tu tập. Như vậy chúng ta thấy rằng cũng trong bài này, nhưng Đức Thế Tôn nhiều lần giảng dạy cho đại chúng về giới định tuệ. Thế Tôn ở Nalanda cho đến khi ngài xem vừa đủ, rồi gọi tôn giả Ananda: này Ananda, chúng ta hãy đi đến Patali Gamma xin vâng bạch Thế Tôn. Như vậy thì Đức Thế Tôn thấy ở đây đủ rồi, cho nên là tiếp tục thầy trò lên đường nữa. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn dạy, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Patali Gamma. Lúc bấy giờ các cư sĩ ở bên Patalikamma được nghe Đức Thế Tôn đã đến làng Patalikamma. Các cư sĩ ở Patalikamma đi đến Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư sĩ ở Patalikamma bạch với Đức Thế Tôn: và Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời, nghĩa là các vị cư sĩ, nhưng mà các vị cư sĩ này giàu hay nghèo? Tại vì chúng hội tỳ kheo đông hay ít? Đông. Mà đến cái nhà nghỉ mát của các vị cư sĩ này thì biết rằng các vị này không phải là hạng vừa. Như vậy thì Đức Thế Tôn đi đến đâu cũng có những người cư sĩ thỉnh Đức Thế Tôn đến cái nhà nghỉ mát của họ, nghĩa là cái phong tục tập quán của người Ấn Độ thời bấy giờ thì nhà nào cũng có cái nhà nghỉ mát, mà cái nhà nghỉ mát đó được xem như là một cái nơi giống như là cái chùa mình này, nhà nghỉ mát vậy. Cho nên có 1250 vị tỳ kheo, lại là còn có đông đảo những người tu hành, những người cư sĩ đến để lắng nghe nữa, cho nên nhà nghỉ mát này không phải là nhỏ. Các cư sĩ ở Patalikamma được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi đến nghỉ mát
rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, chuẩn bị dầu đèn, rồi đi đến Đức Thế Tôn, đến lễ ngài và đến một đêm các cư sĩ ở Patarigama bạch Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rải cát, các chỗ ngồi được sắp đặt, ghè nước và đã đặt sẵn, dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là phải thời. Có nghĩa là hợp thời mới làm, không hợp thời không có làm. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái gọi là cái ghè nước. Cái ghè nước đã được đặt sẵn nghĩa là gì? Ngày xưa đi các thực Đức Thế Tôn và tăng đoàn là đi chân không. Thì ở những cái nơi mà thỉnh Đức Thế Tôn đến giảng, phần lớn là có cái chỗ ghè nước để cho Đức Thế Tôn rửa chân và chư tăng đi ngang qua đó rửa chân rồi lau chân. Có một phong tục ở Thái Lan ấy, là sau khi chư tăng đến chiến trại ấy, thì chư tăng đến ấy, là rửa chân rồi có một cái chú tiểu, chú cầm cái một cái đứa bé nhỏ nhất ở trong nhà đó, nó cầm cái khăn nó lau cái chân, mà anh lau tới cừ lắm rồi. Quý thầy rửa chân xong rồi quý thầy lau cái chân rồi cái đưa vô cái anh làm thì anh cào cái anh bỏ xuống anh xá. Cái người khác tới cái anh ngồi xuống anh cào nó là như thế vui để cho thấy cái truyền thống thời Đức Phật là có cái ghiền nước rửa chân. Rồi các cái chỗ đó tại sao phải rải cát? Vì tôn trọng Đức Thế Tôn cho nên lấy cái cát trắng mà rải cho những cái chỗ đó, để cho những cái chỗ dơ đó, nó được cát đè xuống, chứ hồi đó đâu có lót gạch đâu. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa chân, bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường ở giữa, mắt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng về phía tây, đối diện Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thì cái giấc đó thì hướng về, cái lưng thì dựa về hướng tây, ngó về hướng đông. Chư tăng thì dựa về hướng đông, ngó về hướng tây, đối diện Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Patarigama: này các gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái với giới luật. Thế nào gọi là năm? Ở đây này các gia chủ, người phạm giới, sống trái với giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, khi vào hội chúng nào, hoặc sát đế lợi, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai sống phạm giới, sống trái giới luật. Lại nữa, này các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Này các gia chủ, đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Rồi, vậy là mình thấy có năm điều ha. Nghe Đức Thế Tôn dạy đó, mình thấy năm điều. Một cái điều thứ nhất đó, là những ai mà phạm giới, sống trái giới luật thì tiếng dữ đồn xa. À, điều thứ nhất là hao tiền tốn của chứ. Vì sao? Vì sống phóng dật cho nên hao tiền tốn của. Đó là nguy hiểm thứ nhất. Thứ hai là tiếng dữ đồn xa. Thứ ba là vào trong hội chúng thì sao? Sợ sệt. Cho nên là ai mà thấy đi vô trong chúng mà thấy thập thò là biết làm ác. Cho nên hỏi là có người đến gặp mà không có dám gặp, hỏi ụ bụ làm ác hay sao?
Cho nên là ác là vô hội chúng là sợ hãi. Thứ tư là vào trong hội chúng á, là người phạm giới á, là khi chết á, tâm hồn rối loạn. Và điều thứ năm là đọa xứ. Vậy là một là hao tổn tiền của, thứ hai là tiếng dữ đồn xa, thứ ba là sợ sệt khi vào hội chúng, thứ tư là tâm rối loạn khi chết, và cuối cùng là chết đọa vào cõi xấu. Đây là người phạm giới. Vậy thì cái mà chúng ta hỏi những điều Đức Phật dạy là như thế nào? Cái gì gọi là giới luật? Giới luật nghĩa là tự mình không làm tổn hại cho mình, không làm tổn hại cho người. Nghĩa là mình làm an lạc cho mình, an lạc cho người đời này và đời sau. Đó gọi là giới luật. Còn người nào tự làm tổn hại cho mình, làm tổn hại cho người, đau khổ đời này, đau khổ người đời sau, nghĩa là người đó phạm giới. Mà những người gây đau khổ cho người khác thì sợ hãi trước người khác là đúng hay sao? Đúng. Cứ tìm cách hãm hại người ta, cho nên là sẽ rất là nguy nan khi nào những người này làm tổn hại, làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Gặp lại chút xíu. Đau khổ cho mình, đau khổ cho người đời này và đời sau. Vì vậy cho nên vào trong hội chúng sợ hãi. Còn nếu mà người không làm đau khổ cho mình, không làm đau khổ cho người thì không lo gì hết. Đừng gây oan gia trái chủ. Rồi. Như vậy thì đó là năm điều nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái với luật. Số 24 này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào gọi là năm? Ở đây này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thấy không? Người nào phá giới thì hao tiền tốn của, người nào giữ giới thì có tiền dồi dào rất nhiều, tiền của dồi dào rất nhiều. Vì sao vậy? Vì sống không phóng dật. Lại nữa này các gia chủ, người giữ giới sống theo giới luật tiếng tốt đồn xa. Đó là lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới sống theo giới luật. Cái này nó có hai mặt nha. Cái điều thứ hai này, tiếng xấu với tiếng tốt nó đồn xa, nó có hai mặt. Có nhiều người người ta tốt, nhưng mà những người khác ganh ghét thì lại tạo cho người ta scandal để cho tiếng xấu nó đồn xa. Còn có những người xấu nhưng mà họ bỏ tiền của, họ bỏ quyền lực ra, họ mua chuộc người khác để người khác đồn tiếng tốt. Điều đó có hay không? Như vậy thì có những người mà khen người khác mà khen không đúng thì giống như là một cái nhà thơ gì đó, nhà văn gì đó, ông viết cái bài thơ mà để khen cái người, cái ông quan của triều đình ở cái vùng đó, mà ông quan đó ác độc lắm, nhưng mà ông làm được nhiều một vài cái việc như là xây trường học hay là xây đắp cái cầu, cái đê vân vân gì đó, thì ông đem mấy đó ông giới thiệu cho cái vị này tạc lên bức tường một bài thơ tác tháng, mà ông đó giết người biết bao nhiêu, thì cái bài thơ đó máu nó chảy xuống, trong cái bài thơ đó máu nó chảy xuống. Thì trong cuộc đời chúng ta khó mà biết được cái nghe tiếng đồn á. Thì trong cái bài học mà Thượng Tọa Nhật Từ có dạy, những gì mà ngày xưa truyền lại đó, có khi chúng ta phải suy nghĩ lại, chứ không phải người xưa người ta truyền lại như vậy, người ta đồn đãi như vậy là mình tưởng như vậy đó. Giống như ngược lại so với quan Thị Kính thì sao? Thị Kính là người giữ giới hay không giữ giới? Vậy Thị Kính là người giữ giới thì tại sao Thị Kính bị người ta chửi mắng, đánh đập, chà đạp cho đến lúc chết luôn mà Thị Kính vẫn là người giữ giới thì sao? Có ngược lại không? Cái điều này chúng ta phải hiểu cái chữ giới nha. Chứ còn cái tiếng đồn đó mà chúng ta nói đây là một cái điều lợi ích đó, thì chúng ta coi chừng.
Có những người người ta tu rất là tốt nhưng mà tiếng đồn không có tốt. Nhưng mà có người ta tu không tốt nhưng mà tiếng đồn rất là tốt. Đây là một trong những cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Có những người người ta không đạt được cái điều của người ta nạp danh người ta muốn đồn. Thì bây giờ có những vị ca sĩ cũng vậy, những nghệ sĩ cũng vậy. Có những người rất là tốt nhưng mà bị những cái người mà người ta đặt những cái nhu cầu của họ trên cái người của công chúng đó không được. Người ta tạo scandal lên cho những người đó. Mà nước ngoài lo sợ lắm cái vụ này nha. Nó chụp mũ, nó tạo scandal, tiếng đồn lan khắp là người đó không làm ăn gì được hết luôn. Nguy hiểm vô cùng. Tất cả quý thầy lo âu điều đó. Và một số vị cũng đã bị cái điều đó cho nên khó làm đạo. Sau đó không muốn làm đạo nữa, đành phải đi làm lấy tiền đó để sống, chứ không nhờ vào đồng tiền của đàn na tính thi. Cho nên ở nước ngoài đây là một cái điều rất là xót xa cho chư tôn đức tăng ni tại hải ngoại. Đau đớn lắm. Nó chụp mũ, nó đồn lên. Chuyện không có nó dựng cho có. Ghê gớm gì vậy? Thế gian này ấn lắm. Nhưng mà đây cũng là cách nói để cho nói rằng tiếng tốt thì người giữ giới tiếng tốt đồn xa, còn người phá giới thì tiếng xấu đồn xa. Nhưng người hiểu biết thì phải hiểu cho rõ vấn đề, chứ đừng vì tiếng đồn lại sống trái với lại những gì mà sự thật của nó. Lại nữa, ngày các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới lực, khi vào trong hội chúng nào, hoặc sát đế lị, hoặc bà la môn, hoặc gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới lực. Thì cái điều này cho biết rằng, cái người giữ giới có định, tại vì từ giới nó sanh định, còn có người không giữ giới, tâm rối loạn. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới sống theo giới lực sẽ chết với tâm hồn không rối loạn, có nghĩa là tâm hồn định tĩnh. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những người giữ giới sống theo giới lực. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới sống theo giới lực sau khi thân ngoại mạng chung sẽ được sanh vào thiện thú thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những người giữ giới sống theo giới lực. Như vậy, sống theo những lời dạy của Đức Phật mà được gọi là giới luật thì không phải chỉ có Đức Phật mới có giới luật, mà tất cả các bà la môn đều có giới luật của họ. Ngày xưa tăng đoàn thời Đức Phật, trước Đức Phật đã có tăng đoàn rồi, cho nên hình bóng chư tăng đã làm cho Đức Thế Tôn phát tâm xuất gia. Nói như thế nghĩa là những ai sống theo lời dạy của Đức Thế Tôn, bỏ ác làm lành, những người đó được xem như là người giữ được giới luật, tâm sẽ được định tĩnh. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pataligama cho đến khuya. Từ chỗ đó cho nên là dầu đèn đã để sẵn, khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm của các vị đó hoan hỷ, rồi bảo các cư sĩ ấy: này các gia chủ, đêm đã quá khuya, nay các ngươi hãy làm những gì các ngươi nghĩ là phải thời. Làm gì biết không? Đi ngủ. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Các cư sĩ ở Pataligama vâng lời Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, phía thân phía hữu hướng về ngài từ tạ ra về. Đức Thế Tôn sau khi các cư sĩ ở Pataligama đi không bao lâu liền trở vào phòng riêng. Lúc bấy giờ Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần xứ Makara, đang dựng thành trì để ngăn chặn dân Vaji. Một số rất lớn các thiên thần tụ họp hàng ngàn tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có thiên thần, có đại quái lực tụ họp, các vị này khiến tâm của các vua chúa, các đại thần có đại quái lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Tại chỗ nào các thiên thần bậc trung tụ họp, các vị này khiến tâm các vị vua chúa, các vị đại thần trung hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào có các thiên thần bậc hạ đẳng tụ họp, các vị này khiến tâm các vua chúa, các đại thần bậc hạ đẳng
hướng đến sự xây dựng các trú xá. Có nghĩa là các vị nào mà các vị chư thiên nào mà thuộc về trung ương á, thì khiến cho các vị trung ương. Các vị nào mà cấp tỉnh á, thì khiến cho các vị cấp tỉnh. Còn các vị chư thiên nào thuộc về các huyện cấp xã đó, thì khiến cho các vị cấp xã cũng đều xây dựng trú xá vậy thôi. Nghĩa là trong cái xứ này lúc này là đang cường thịnh, cho nên có các vị chư thiên đại quái lực, chư thiên trung quái lực và chư thiên hạ quái lực. Đức Thế Tôn với cái thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy hàng ngàn các chư thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở Pataligama? Sunida và Vatsakara và Đức Thế Tôn, hai vị đại thần xứ Magara đang xây dựng thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vajji. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến của các vị thiên thần ở cõi trời 33, các đại thần ở Magara, Sunida và Vatsakara đang xây thành trì ở Pataligama để ngăn chặn dân Vajji. Này Ananda, ở đây với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy hàng ngàn thiên thần tụ họp tại các trú địa ở Pataligama. Chỗ nào có thiên thần, có đại oai lực tụ họp thì các vị ấy khiến các vua chúa, các đại thần có đại oai lực hướng đến sự xây dựng các trú xá. Chỗ nào bậc trung thì khiến các bậc trung xây dựng các trú xá. Chỗ nào bậc hạ thì khiến các bậc vua chúa đại thần bậc hạ đẳng để xây dựng các trú xá. Này Ananda, chỗ nào các vị Arian an trú, chỗ nào các nhà thương mại qua lại, chỗ ấy sẽ thiết lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pataliputta, một trung tâm thương mại. Nhưng này Ananda, Pataliputta sẽ bị ba cái hiểm nạn về lửa, về nước hay chia rẽ bất hòa. À, chúng ta thấy ở chỗ nào nó có thành thị xây dựng cái chợ thì ở đó có ba cái hiểm nạn, đó là lửa, nước và sự chia rẽ bất hòa. Vì sao ở đây nói về lửa thì dễ rồi, nhưng mà tại sao các cái chỗ đó lại nguy hiểm về nước, quý vị biết không? Tại vì các cái chỗ mà các vị thương mại đi lớn là ngã ba sông, mà ngã ba sông thì phần lớn là chúng ta đi ở miền Tây là chúng ta thấy chợ phần lớn là ngay ngã ba, ngã tư con sông, đi là đi trên sông không à. Cho nên rất nguy hiểm về nước là bởi vì sao? Té sông còn tệ hại hơn là té xe. Té cái ghe nó đau, nó tức, nín thở luôn. Mình té xe thì có thể là tày gai, tày tay được thôi, chứ té ghe đó dễ chết. Cho nên là cái đó gọi là nguy hiểm về lửa, là nói dễ trên bên trên. Là bởi vì chợ á, là nó khích người, nó dì đặt người, cho nên mở mà lửa cháy thì sự chết nó dễ xảy ra. Về nước hay về sự chia rẽ bất hòa, ở ngoài chợ thì sự chia rẽ bất hòa là thấy rất dễ xảy ra. Sunida và Vatsakara, hai vị đại thần nước Magara, đến tại chỗ của Đức Thế Tôn. Khi đến xong liền nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị đại thần xứ Magara, Sunida và Vatsakara và Đức Thế Tôn mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà của chúng con hôm nay cùng với đại chúng tỷ kiều. Thế Tôn im lặng là nhận lời. Như vậy thì quý vị thấy là đại thần lúc này với cái tâm cảm mến Đức Thế Tôn thì mời Đức Thế Tôn về nhà của các ông dùng cơm cùng với đại chúng tỷ kheo. Hai vị đại thần xứ Magara sau khi biết Đức Thế Tôn đã nhận lời liền đi về nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, rồi cử người đến thỉnh Đức Thế Tôn. Tôn giả Gotama giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Rồi Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến trú xứ của hai vị đại thần xứ Magara. Sau khi đi đến, liền ngồi trên cái chỗ đã được soạn sẵn. Rồi hai vị đại thần xứ Magara
tự tay mời Đức Thế Tôn và chúng tỷ kheo những cái vật ngon gọi là thượng hạng, loại cứng loại mềm. Sau khi Đức Thế Tôn dùng cơm xong và cắt tay khỏi bình bát, hai vị đại thần này liền lấy chiếc ghế thấp khác ngồi xuống một bên kế Đức Thế Tôn. Sau khi hai vị đại thần đã ngồi xuống một bên thì Đức Thế Tôn đọc bài kệ để hồi hướng, gọi là phục nguyện cảm tạ đó. Tại chỗ nào người sáng suốt lấy làm chỗ trú xứ, hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm hạnh, và san sẻ công đức với chư thiên trú tại chỗ ấy. Được tôn kính, chúng sẽ tôn kính lại. Được trọng vọng, chúng sẽ trọng vọng lại. Chúng sẽ mến thương người ấy như người mẹ thương mến con. Và những ai được thiên thần thân mến luôn luôn được thấy may mắn. Sau khi Thế Tôn tán thán hai vị đại thần Sư Makara với bài kệ này, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Chỉ có nói nhiều đó về hả Thế Tôn? Thế Tôn cùng đại chúng ăn xong nói có bài kệ đó. Vậy là con bộ con lỗ rồi. Hai vị đại thần này đi sau lưng Đức Thế Tôn và nói: hôm nay Sa môn Gotama đi ra cửa nào thì cửa ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Sa môn Gotama lội qua sông từ bến nào thì bến ấy sẽ được đặt tên là Gotama. Và cửa Sa môn Gotama ra đi được đặt tên là cửa Gotama. Quý vị thấy không? Vậy mà thầy đi biết bao nhiêu chỗ rồi mà không có đặt cái chỗ nào tên là Nguyễn Văn Sườn. Cái gì mình mới thấy là mình không có bằng, bằng chút nào. Bữa nào các vị làm vậy thử không? Đường nào thầy đi? Đường đó đặt cái thiền xuân. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga là sông Hằng. Lúc bấy giờ sông Hằng tràn ngập nước đến bờ, đến nỗi con quạ có thể uống được, có nghĩa là nó ở trên bờ nó uống được. Có người đang đi tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ, duỗi cánh tay được co lại hay là co cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ bờ bên này, hiện qua bờ bên kia với chúng tỷ kheo. Có nghĩa là người ta đi ta tiếp đồ tùm lưng rồi la, Đức Thế Tôn không cần bước qua cái nhẹ nhàng. Sông Hằng mà bước từ bờ bên này qua bờ bên kia, sông Hằng từ bên đây nhìn qua bên kia ngút mắt, chưa đo không biết qua xa. Nhưng mà lúc chưa bộ qua bên đó thì dòng sông được có một cái lớn giữa thôi, còn phần lớn là một bãi cát. Mà ngày xưa khi Đức Thế Tôn thuyết pháp thì các vị một cái sự việc gì đó thì các vị hỏi Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn lại nói rằng lấy các sông Hằng mà ví dụ vì nó nhiều không thể tả nổi. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm thuyền, người đang đi tìm phao, người cột bè để đi qua bờ bên kia, thì Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của cái cảnh này. Lúc ấy bèn ứng khẩu mà nói lời cảm khái: những ai làm cầu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất sủng đầm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. Bài này quý vị hiểu không? Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải thoát. Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, nghe đã chưa? Những ai làm cầu vượt biển trùng dương, đúng ra bỏ chữ trùng dương đó, những ai làm cầu vượt biển là được. Bỏ lại đất sủng đầm ao, có nghĩa là ta vượt biển luôn kìa. Còn cái mà những vị kia nó đi qua là cái loại đất sủng, cái đầm, cái ao thôi, trong khi người phàm phu thì đang cột bè.
nó cột bè để nó qua cái đất sủng, cái đồng ao đó. Chỉ những người ấy thật là những vị trí tuệ hay được giải thoát, có nghĩa là làm cầu để vượt biển, chứ không phải là đi qua cái sủng, cái đầm, cái ao đó. Quá dữ hết. Ôi, sao qua là thấy nhiều lắm mà sao nên hết lan. Hả? Mà sao cái hết rồi. Bữa nay tiếp tục tới hôm qua tới mới tới 36 mà sao cái này nó tới năm mấy là sao? Ủa? Rồi bỏ cái này, bác quan trai giới đâu rồi, đây để bác đi bàn, phải không? Rồi tiếp tục. Như vậy qua phần thứ hai cũng kinh Đại Bác Niết Bàn. Đại Bác Niết Bàn này nghe giang hồ đồn là tới 6-7 cái mục lớn vậy đó. Cho nên là mình cứ học thoải mái. Vậy là tóm lại trong phần này, hôm qua chúng ta học còn đổ vỡ, là hôm qua chúng ta học phần 1 kinh Đại Bác Niết Bàn thì lại nói đến những cái pháp bất thối. Bữa nay có ai lên trình bày 4 cái phần 7 pháp bất thối không? Trong phần thứ 5 thì lại 6 pháp bất thối. Nhớ nghe. Rồi nếu không ai lên trả bài thì rút lại cái bài hôm nay, thì chúng ta học cái đoạn sau này thì Đức Thế Tôn cũng vẫn nói đến giới, định và tuệ. Tiếp theo thì Đức Thế Tôn nói cái người phá giới, cái người không phá giới, lợi ích của họ với sự nguy hiểm của họ như thế nào. Sự nguy hiểm của người phá giới thì hao tài tốn của, là bởi vì do tham dục, phóng dật. Thứ hai là tâm của vị đó sợ hãi, tiếng dữ đồn xa. Một là hao tài tốn của, hai là tiếng dữ đồn xa, thứ ba là sợ hãi khi vào trong đại chúng, thứ tư là khi chết với tâm hồn rối loạn sợ sệt, và thứ năm là chắc chắn chết đọa xứ, ác thú đọa xứ. Người giữ giới thì ngược lại năm điều đó. Một là tiền của dồi dào, thứ hai là được tiếng tốt đồn xa, thứ ba là vào trong đại chúng đông người cảm thấy bình thản, an lành, tự nhiên tự tại, thứ tư là tâm an lành định tĩnh trước khi chết, thứ năm là sanh vào thiện thú thiên giới. Đó, chú Định nghe rõ chưa? Ừ, rõ. Mong là nói cho ông Định nghe là đủ rồi. Bởi vì nó thường gạt sư phụ. Nó đang học gì đó, cái nó nói con đi học phụ đạo. Ủa, nó học gì? Hay học con. Cái nó đem dở lên đây sư phụ, đem tập lên đây sư phụ ký lên, rồi đi về đem sổ cho sư phụ. Chén xuống cả buổi trời mang bộ đồ thể dục cũng đi. Thế nó học tốt sao mang đồ thể dục, cái nó học cái này đi được. Quýnh chịu xuống mặc bộ đồ tu đi học. Đi học tốt nhưng phải đi học thể dục. Đi xuống thay đồ, bộ đồ tu đi học. Đi xong quay về nói, thầy nghỉ. Thì nếu mà thầy có dạy thì phải có bài cho tôi. Gừng gớm lắm. Bởi vì tôi nói mai là mẹ nó chịu không nổi nó giao cho tôi. Tôi mà không hiểu được cái tôi nhập Niết Bàn liền.
ơn lắm luôn. Rồi cái điều thứ ba nữa là Đức Thế Tôn dạy là những cái gì lợi ích thì Đức Thế Tôn tán thán, khá khen cho những ai mà với cái tâm lành tâm tốt, khi an trú ở trú xứ nào thì ráng có cái tâm để nuôi dưỡng những bậc hiền trí, cúng dường những bậc tu tập và cung kính những bậc hiền thánh, cung kính chư thiên, thì các cái bậc đó, đó sẽ cung kính và thương yêu trở lại giống như mẹ thương yêu con. Sự lợi lạc đó sẽ đem đến giá trị an lạc cho những người cung kính từ đời này cho đến nhiều đời sau. Nói không bài kể đó, Đức Thế Tôn lại ra về, hai vị đại thần đi theo. Nói Đức Thế Tôn đi cửa nào, con đặt cửa đó Gotama. Ngài qua con sông nào, chúng con đặt tên con sông đó là Gotama. Vậy mà giờ này trong sách sử nó không dẫn tôi đến cái dòng sông Gotama, vậy mà sông Hằng nó vẫn để nguyên. Vậy thấy rõ chưa, hai vị đại thần này gạt tôi chứ. Cho đến giờ này hơn 2500 năm tôi quay trở lại tôi làm chứng coi có thiệt vậy không. Không. Bởi vì tôi nghe kinh xong mà tôi không qua tới Ấn Độ là nó gạt tôi đâu. Sông Hằng vẫn còn là sông Hằng. Rồi quý vị tiếp tục học một phút nữa, tại giờ này còn có 10 phút nữa là hết rồi. Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ hai. Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả A Nan, này A Nan, chúng ta hãy đi đến Kotigama. Vâng, bạch Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan đáp lời của Đức Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến Kotigama. Tại đây Thế Tôn ở Kotigama. Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo: này các vị tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu bốn thánh đế mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu năm. Rồi quý vị cùng đọc với thầy: vì không giác ngộ, không hiểu bốn thánh đế mà chúng sinh phải lưu chuyển luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Ta và các ngươi chứ không phải mình ngươi. Có nghĩa là Đức Thế Tôn cũng nói ta cũng không hiểu bốn thánh đế, cho nên là ta và các ngươi lưu chuyển nhiều đời nhiều kiếp, mà ở đây chỉ nói là luân hồi lâu năm thôi. Nghe cái từ dễ hình dung. Vậy là bốn thánh đế là gì? Quý vị cùng nói: bốn thánh đế biết rõ khổ, là chỉ thánh mới biết. Biết nguyên nhân của khổ thì cũng chỉ có thánh mới biết. Biết Niết Bàn, biết con đường đi đến Niết Bàn, nên gọi là bốn thánh đế. Ai giác ngộ gọi là hiểu bốn thánh đế. Cho nên là khổ, tập, diệt, đạo có nhiêu đó thôi. Mà không hiểu thì chúc mừng, chúc mừng bạn và những người bạn của bạn. Nếu không hiểu bốn thánh đế là chúc mừng luân hồi lâu năm. Nhấn mạnh cái chỗ đó nghe. Cho nên ráng cố gắng hiểu dùm bốn thánh đế là gì. Đâu ai đứng dậy kể dùm khổ có bao nhiêu chi phần, nguyên nhân của khổ có bao nhiêu chi phần, Niết Bàn có bao nhiêu chi phần, con đường đi đến Niết Bàn có bao nhiêu chi phần. Giơ tay lên em tuột xuống pháp tòa, em nhường chỗ chúng ngài. Ai? Hay bây giờ cởi một chi cũng được, trong bốn cái thánh đế đó cởi một thánh đế cũng được. Ai bước lên? Hả? Có tám hả? Rồi kể coi. Thế bên kia là bổ sung ba. Rồi. Đó. Chúng ta bổ
sung em chích cãi. Rồi, đó là nhiều người nói thế nào cũng hết. Nha. Khổ, tạm, tạm mượn nói là có 8 cộng 3 nó thành 11, đó là bổ sung đúng. Sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tấn hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thận. Ở ngồi đó, nghe kể được 4 cái hò tới. Làm được miết chuyện lỗi động hò tới à. Nãy giờ nghe em rơi hả? Giờ trả lời được 8 khổ loạn hò đó. Còn cộng với 3 cái khổ nữa là khổ khổ, hành khổ và hại khổ. Đó là được xem như là cộng 8 cái khổ với cộng thêm 3 cái khổ nữa là 11 cái khổ. Nhưng mà trên thế gian này còn nằm trong 12 nhân duyên, từ vô minh cho đến lão tử ưu bi khổ não thì còn khổ. Hiểu không? À, cho nên là cái quả khổ đó nó vậy. Nhưng mà mình hiểu là còn vô minh là còn khổ. Như vậy cho nên là cái nguyên nhân của khổ tạm mượn gọi là có 6 thôi. Nguyên nhân của khổ là dễ nhất mà không ai đứng lên nói. Dầu rằng nó dễ ở cái mặt tổng thôi, nhưng mà mặt biệt nó mình không được. Mặt tổng nó là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đó là phần tổng gọi là căn bản phiền não. Mà cái căn bản phiền não đó nó chia ra nữa thì cái này mới mệt nè. Cái ác kiến đó, nó gồm có là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thì cái này mới chia ra là 88 món kiến hoặc. Rồi tham, sân, si, mạn, nghi nó chia làm 81 món tư hoặc. Mà 88 món kiến hoặc nó ở trong ba cõi. Mà dục giới thì nó có khổ tập diệt đạo. À, sắc giới nó cũng có khổ tập diệt đạo. Vô sắc giới cũng có khổ tập diệt đạo. Nó tứ tính đế đó nó nằm trong ba cõi. Từ đó nó cộng thành 88 món kiến hoặc. Diệt trừ được 88 món kiến hoặc đó xong thì bước qua 81 món tư hoặc. Mà món nào cũng mất mạng hết, đó là Tây Du Ký. Tề Thiên ủng hộ thầy mình, phò thầy mình đi thỉnh kinh, vượt qua 81 nạn. Nạn thứ 80 rồi, thầy trò bay trên trời, tự nhiên rớt cái đồn xuống, hỏi tại sao sư phụ? Thầy trò mình đang bay, tại sao rớt sư phụ? Chứ chưa thành Phật rút ráo ngon hơn. Nó còn hành Phật cà dựng trên đâu biết tại sao nó rớt. Thì 4 năm thầy trò rớt được cái ủ mình này. À, thầy Thiên nó hỏi sư phụ, tại sao thầy trò mình đang bay trên trời mà rớt xuống sư phụ? Tam Tạng nó thôi kiếm đường đi con. Chứ giờ con hỏi thầy rồi, lại hỏi rùa. Rùa tu ngàn năm rồi mà chưa có giác ngộ, cho nên là chưa có ra khỏi luân hồi sanh tử. Rồi quý vị cùng nói với thầy. Con rùa tu hơn ngàn năm, chưa giác ngộ, chưa ra khỏi sanh tử. Mà con rùa đó là ai? Rùa đó là ai? Thánh Huy. Quảng Tuệ đặt cho con rùa hơn ngàn năm là Thánh Huy. Cái chữ thánh đó là ta chứng thánh quả rộng hơn. Nó chỉ có nói hiền với thần thôi. Thần thiên hiền mà nó còn chưa được thiên nữa thì gọi là thần quy là dữ lắm, mà chứ sao đưa lên tới thánh dữ. Nhớ nghe nhơn nè rồi tới thần nè, rồi mới tới thiên nè, mới tới hiền nè, mới tới thánh nè. Từ nhơn lên tới thần á là dữ lắm rồi, chưa gì bước lên tới thánh luôn. Nhớ không? Chứ đừng có lầm tưởng nghe. À, đưa lên giờ là phải hiểu cho rõ đó. Chứ đừng có tưởng. Đừng tưởng bỡ nha. Rồi. 4 thánh đế ấy là gì? Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, mà chúng ta lưu chuyển luân hồi lâu năm, ta và các ngươi giống như vậy.
Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ tập thánh đế mà chúng ta phải luân chuyển luân hồi lâu năm ta và các ngươi. Này các tỷ kheo, chính vì không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, khổ diệt thánh đế. Quý vị thấy không? Khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ đạo thánh đế. Ta và các ngươi lưu chuyển luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp. Này các tỷ, khi khổ thánh đế này được giác ngộ rồi, được thông hiểu rồi, khi khổ tập thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi khổ diệt đạo thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ. Bữa trước mình học đại nhân duyên rồi phải không? Kinh đại duyên rồi phải không? Kinh đại duyên là mổ xẻ về 12 nhân duyên đúng không? Sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt hay không còn lậu hoặc nữa. Hậu hữu là lậu hoặc đó. Hậu hữu là cái có về sau, chính là lậu hoặc đấy. Sự dẫn dắt đến một đời sống được đoạn tuyệt hay không còn hậu hữu là không còn lậu hoặc đấy. À, Thế Tôn thuyết như vậy, hiện thệ lại nói thêm, thay vì thay cái chữ Thế Tôn bằng cái chữ hiện thệ, chính vì không thấy như thật bốn thánh đế nên có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự thực này được nhận thức, quý vị thấy chữ nhận thức tuyệt vời chưa? Nhận thức có nghĩa người đó phải có trình độ, có khả năng, có nhận thức. Nhận thức chính là căn cơ đấy. Nhận thức được nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt. Khi những sự thật này, những sự thật này nghĩa là gì? Sự thật của bốn thánh đế được nhận thức có nghĩa là thấy biết rõ ràng, thì nguyên nhân của một đời sống khác, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt. Có nghĩa là cái nguyên nhân để cho tái sinh một đời nữa không có, phải thấy rõ rồi. Cho nên là sư phụ dùng cái phương pháp này nè mà áp dụng. Nếu bạn nghĩ không tốt về tôi, bạn không còn nhân duyên với tôi khuyên bạn không nghe, bạn không nghe lời tôi thấy rõ, tôi nhận thức rõ điều ấy giữa tôi và bạn, cho nên một đời sống khác để bạn cùng sống với tôi không còn nữa. Nghĩa là nhân duyên tới đây tôi độ bạn không được, nghĩa là tôi không độ bạn nữa, nghĩa là một đời sống khác tôi không còn nhân duyên để độ bạn nữa. Khi khổ căn được đoạn trừ sẽ không còn một đời sống khác nữa. Đời này tôi biết cả cho hết mà, ai không đủ nhân duyên với tôi rời khỏi tôi ra đi là tôi không nhận lời nữa, nghĩa là tôi hết nợ với người đó. Còn người khác đến thì còn nhân duyên thì độ nữa, còn không còn nhân duyên thì mình không duyên nợ thì đành chia tay. Mà chia tay rồi thì không nhận lời nữa, tại vì sao? Tại vì nhận rõ vấn đề rồi, cho nên chúng ta không còn một đời sống khác. Chúng ta không còn cái gọi là con thế này thế nọ thế kia. Dạ, ở đâu cũng vậy, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Khi bạn không nhận thức được vấn đề thì bạn có tới có lui, có 10 lần, có 50 lần đi nữa, tánh nào tật nấy của bạn cũng đâu có bỏ được đâu. Thì bạn hãy lấy bài học kinh nghiệm ở đời, bạn rời khỏi rồi thì xin bạn đừng nói gì nữa hết, ta không còn đời sống thứ hai để gặp lại. À, vậy thôi, đi rồi thôi, không có nói nữa. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigama, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các mối lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đấy, mình nói cái nguyên nhân của khổ, mình phải nói tới dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, căn bản phiền não, vi tế phiền não.
Như vậy thì Đức Thế Tôn lại nhắc đến giới định tuệ nữa. Và sư phụ thuyết nghĩ cái đoạn này chúng ta sẽ học dài dài. Vì sao? Vì giới định tuệ sẽ là cứu cánh của con đường giác ngộ. Ai không đạt được giới định tuệ thì người đó chưa bao giờ thấy được tứ thánh đế. Thế Tôn sau khi ở Kotigama cho đến khi ngài xem là vừa đủ, liền bảo với tôn giả A Nan này: A Nan, chúng ta hãy đi đến Nadika. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan vâng lời Đức Thế Tôn dạy, rồi Thế Tôn cùng đại chúng tỷ kheo đi đến Nadika tại ngôi nhà gạch. Rồi tôn giả A Nan đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả A Nan và Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, tỷ kheo Sarada nện chung tại Nadika. Đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào, tỷ kheo ni Nan Đà. À, bữa nay chúng ta nghe một cái tên là tỷ kheo ni Nan Đà. Mệnh chung tại Nadika, đã được sanh vào ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào, và Thế Tôn, cư sĩ Sudatta, mệnh chung tại Nadika, đã được sanh vào cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào, bạch Thế Tôn, cư sĩ Sujata. À, chúng ta nghe nữ cư sĩ Sujata chưa? Mệnh chung tại Nadika, đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào, bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakuda, mệnh chung tại Nadika, đã được sanh vào cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào, bạch Thế Tôn, cư sĩ Kalinga, bạch Thế Tôn, cư sĩ Nikata, bạch Thế Tôn, cư sĩ Katisapa, bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha, cư sĩ Santuttha, cư sĩ Bada, cư sĩ Suddhada, đã mệnh chung tại Nadika, đã được sanh về cõi nào, hậu thế trạng thái như thế nào. Đức Thế Tôn trả lời như thế nào? Này A Nan, tỷ kheo Sa Tha diệt tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này A Nan, tỷ kheo Ni Nan Đà đoạn từ năm hạ phần kiếp sử, quá sanh thiên giới, từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa, có chứng A Nan. Này A Nan Ba, cư sĩ Suddhata diệt trừ ba kiếp sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả niết lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt cảnh khổ đau. Này A Nan Ba, nữ cư sĩ Sujata diệt trừ ba kiếp sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đàn đến chánh giác. Này Ananda, cư sĩ Kududa đoạn trừ năm hạ phần kiếp sử, quá sanh thiên giới, từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, cư sĩ Kalinga, cư sĩ Nikata Ananda, cư sĩ Katisapa, cư sĩ Thutta và cư sĩ Santuttha, cư sĩ Barada, cư sĩ Sutta, đoạn từ năm hạ phần kiếp sử, được quá sanh thiên giới và từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Này Ananda, hơn 50 cư sĩ mệnh chung tại Nadita đoạn từ năm hạ phần kiếp sử, quá sanh thiên giới, từ đó nhập niết bàn, không còn trở lại đời này nữa. Vậy thì đoạn từ năm hạ phần kiếp sử thì đạt được gì? Anaham, hóa sanh thiên giới, từ đó đạt niết bàn, không còn trở lại, nghĩa là bất lai. Này A Nan, hơn 90 nam cư sĩ mệnh chung tại Nadika diệt trừ ba kiếp sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả niết lai. À, niết lai là gì? Tư Đà Hàm, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Này Ananda, hơn 500 cư sĩ mệnh chung tại Nadika diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu,
có nghĩa là diệt trừ ba kiếp sử mà không làm giảm tham sân si thì chứng quả dự lưu, nhất định không còn ngọ vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung. À, vậy là Đức Thế Tôn xin vua cha, xin cha cho con sống hoài không chết, cho được không? Điều đó là điều không được. Vậy thì Đức Thế Tôn ngộ ra rồi, Đức Thế Tôn nói con người có chết hay không? Chúc quý vị chết mạnh giỏi trong tương lai. Nói vậy là có ai sợ chết không? Trước sau chết mà sợ cái gì? Có nghĩa là vấn đề con người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này, thời anh em, như vậy có làm phiền nhiễu Như Lai không? Chỉ mà mỗi lần tôi đi giảng nó toàn là đem vô hồn ra hỏi. Tôi hỏi con rảnh quá, chuyện thế gian con hỏi, con hỏi cái chuyện với cái dâu làm gì? Vì vậy ta sẽ giảng pháp kính, có nghĩa là gương chánh pháp, để thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sinh cõi bàn sân, ngạ quỷ, đọ xứ, ác thú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt chánh giác. Như vậy, cái đoạn này Đức Thế Tôn giảng cái pháp kính là cái gương chánh pháp, để cái thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình. Điều này nè cho biết là hợp với giáo pháp của Như Lai hay không. Như Lai chỉ không cho nói mình chứng A-la-hán thôi nha. Như Lai chỉ không cho được quyền nói mình chứng A-la-hán thôi, sợ rơi vào tăng thượng mạng. Nhưng mà chứng sơ quả, cái này là sơ quả Tu Đà Hoàng, quả dự lưu á, được nói không? Được nói. Rồi, bữa nay ta học tới câu số 9 để dành đó, mai học nữa. Chúng ta học tới câu số 9 thôi, tại vì 9 mà thêm nút nữa là bù. Rồi, bữa nay chúng ta học từ số 1 tới số 9, phẩm thứ 2, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Ngày mai ta lại tiếp tục học số 10. Vì chúng ta học lâu ngày, dài tháng, học từ hôm Tết tới nay mà chưa được quyển 1. Đây là quyển thứ nhất trong 37 quyển mà chúng ta phải học. Cho nên từ hồi Tết tới giờ học chưa xong một quyển, mà học xong 37 quyển là râu dài tới rúm. Nhưng mà làm sao có râu được? Ngày nào cũng cạo làm sao mà râu dài tới rúm. Nhưng mà muốn nói cho đại chúng biết, để đại chúng yên tâm, là bởi vì trong cuộc đời chúng ta không có gì phải hối hả, không có gì phải rối riêng. Vậy là trong phần này, kết luận lại Kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ hai là Đức Thế Tôn dạy cái gì? Đức Thế Tôn dạy các vị tỳ kheo, nếu mà ai không giác ngộ được bốn thánh đế thì phải lưu chuyển luân hồi nhiều đời nhiều kiếp thôi. Vậy là chúng ta phải có nhiệm vụ, tất cả chúng ta phải thông hiểu bốn thánh đế. Nếu không thông hiểu, chúc mừng quý vị ở lại mạnh giỏi. Xin đại chúng chấp ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, tiền não vô tận.